không chỉ người Mỹ gốc Việt chúng ta mà tất cả người Mỹ đang chờ đón một sự kiện vô cùng to lớn của Hoa Kỳ, thường diễn ra 4 năm một lần. Và một sự kiện vô cùng hấp dẫn mà mọi người cũng đang mong chờ, đó là sự việc các ứng cử viên tổng thống chuẩn bị cho cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump của đảng Cộng Hòa và ông Joe Biden của đảng Dân Chủ cũng được tổ chức. Cả hai ứng cử viên đều đang có những chuẩn bị nhất định để có màn trình diễn ấn tượng nhất trong mắt cử tri Mỹ. Trước ngày tổng tuyển cử ngày 3 tháng 11, hai ứng cử viên tổng thống thường có 3 cuộc tranh luận trực tiếp nhằm thể hiện quan điểm chính sách của mình về những vấn đề lớn của đất nước. Và đây cũng là dịp để cử tri Mỹ so sánh các ưu điểm, nhược điểm của các ứng cử viên để đưa ra quyết định lựa chọn cuối cùng của mình. Các cuộc tranh luận năm nay sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9, 15 tháng 10 và ngày 22 tháng 10. Trước cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên, chiến dịch tranh cử của cả hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden đều tập trung thể hiện sự đối lập về chính sách, nhân cách và công tác chuẩn bị. Đương kim Tổng thống Donald Trump đã quyết định bỏ qua các bước chuẩn bị chính thức, trong khi ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden lại đang có các bước chuẩn bị kỹ càng để đánh bại đối thủ. Chiến dịch của ông Biden được cho là đã tổ chức các cuộc tranh luận giả định giữa ông Biden với các cố vấn cao cấp của mình, đóng vai trò là đối thủ Donald Trump. Jay Carney, một trợ lý của ông Biden và Tổng thống Barack Obama trước đây, cho rằng: "Tôi chắc chắn Tổng thống Donald Trump sẽ ném mọi thứ có thể vào ông Biden, và tôi đoán rằng họ đang chuẩn bị cho ông Biden trước mọi sự chỉ trích cũng như là các vấn đề khác không liên quan tới chủ đề tranh luận." Tổng thống Donald Trump và Joe Biden sẽ tranh luận lần đầu tiên tại bang Ohio trong vòng 90 phút dưới sự điều hành của người dẫn chương trình kênh truyền hình Fox News, Chris Wallace. Nhiều ý kiến cho rằng các cuộc tranh luận vào khung giờ vàng đó là thời điểm quan trọng nhất trong những ngày cuối của chiến dịch tranh cử và là cơ hội hiếm có để mà hàng triệu cử tri có thể so sánh tính cách cũng như là chính sách của các ứng cử viên. Tổng thống đương kim Tổng thống Donald Trump đã luôn bị dẫn trước trong các cuộc khảo sát vào suốt năm qua, một thực tế buộc Tổng thống phải tìm cách lội ngược dòng trên truyền hình nếu có thể. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, bao gồm một số người trong chiến dịch tranh cử của ông Biden, không kỳ vọng các cuộc tranh luận sẽ thay đổi đáng kể cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong bối cảnh cử tri Mỹ vẫn hàng ngày phải đối mặt với tình hình hiện tại về coronavirus và những khó khăn về kinh tế do đại dịch gây ra. Đã có nhiều cuộc tranh luận được cho là thời điểm thay đổi cuộc chơi trong các cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, nhưng trên thực tế hiệu quả và ảnh hưởng tới cử tri lại không thực sự diễn ra như vậy. Một số người cho rằng ứng cử viên ông Joe Biden sẽ không tranh luận với Tổng thống Donald Trump nếu điều này có thể tránh được. Tuy nhiên, ông Biden tuyên bố là sẽ công kích mạnh mẽ trong lần tranh luận này. "Tôi đã sẵn sàng thể hiện mình vì tôi biết ông ta đã thất bại và tôi biết các câu trả lời của tôi sẽ giúp cho người dân Mỹ, nền kinh tế Mỹ và giúp chúng ta an toàn hơn trên phạm vi quốc tế", ông Biden nói như vậy. Ông Biden cũng cho rằng Tổng thống Donald Trump sẽ không thể thuyết phục các cử tri với các cáo buộc của mình vì người dân biết Tổng thống là một kẻ nói dối. Theo ông Biden, ông Trump nói dối quá lâu, tiếp tục lặp lại và điều đó ai cũng biết. Trong khi ông Biden cho biết ông sẽ cố gắng bám sát các dữ kiện trong suốt cuộc tranh luận, ông Biden được khuyên nên tránh đối đầu trực tiếp và thay vào đó hướng cuộc tranh luận tới các chủ đề được cử tri quan tâm như là đoàn kết kinh tế, chăm sóc sức khỏe và đại dịch. Jen Psaki, một cựu trợ lý của cựu Tổng thống Barack Obama, có nói rằng và đã từng tiếp xúc với nhóm vận động tranh cử của ông Biden, nói và về việc chứng minh ông Trump sai khi đưa ra các dữ kiện không chính sách sẽ không giúp cho ông Biden chiến thắng, và đây là một cơ hội để mà đối thoại trực tiếp với người dân Mỹ. Mục đích của ông Biden đó là nên nói chuyện trực tiếp với người dân, chứ không phải là bị cuốn theo Tổng thống đương kim. Theo một số nguồn tin cho biết là Tổng thống Donald Trump không thực hiện các bước chuẩn bị chính thức như là mọi ứng cử viên khác, không có tình huống giả định được lập ra, và các trợ lý của Tổng thống cũng từ chối cho biết là liệu có ai đóng vai ông Biden hay là không. Tổng thống Donald Trump cho rằng sự chuẩn bị tốt nhất đó là làm tốt công việc hàng ngày của mình, đặc biệt là các phát ngôn thường xuyên và gây tranh cãi của ông với các cánh báo chí. Các nhân viên Nhà Trắng hồi đầu tháng đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc trao đổi trực tiếp giữa Tổng thống
và cử tri lần đầu tiên trong nhiều tháng để mà chuẩn bị cho cuộc tranh luận lần hai. Một số trợ lý của Tổng thống đương kim, Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự lo ngại rằng việc thiếu sự chuẩn bị chính thức sẽ khiến cho Tổng thống rơi vào chiếc bẫy tự tin thái quá mà nhiều đương kim Tổng thống thường mắc phải trong cuộc tranh luận đầu tiên. Cựu Tổng thống Barack Obama đã từng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc tranh luận đầu tiên với đối thủ Mitt Romney vào năm 2012. Tuy nhiên, những người ủng hộ Tổng thống Trump tự tin rằng Tổng thống đã sẵn sàng ứng phó với mọi câu hỏi hóc búa hoặc là lấn át đối thủ của mình. Lara Trump, một cố vấn cao cấp cho chiến dịch của Tổng thống Donald Trump, đồng thời là con dâu của Tổng thống, cho rằng các cuộc tranh luận rất quan trọng. Tổng thống Donald Trump đã làm rất tốt trong các cuộc tranh luận năm 2016 và lần này sẽ không có gì khác biệt. Nhận xét về ứng cử viên Đảng Dân Chủ, bà Lara Trump cho rằng ông Joe Biden đã dành nhiều thời gian dưới tầng hầm để nghiên cứu. Ông ta đã tham gia trò chơi này trong vòng 47 năm. Tôi cho rằng ông ấy sẽ làm tốt. Thẳng thắn mà nói, rào cản đã hạ xuống rất nhiều đối với ông Biden và nếu ông ta tỉnh táo thì có thể ông ta đã chiến thắng. Nhận xét mang thông điệp lẫn lộn này tương đồng với ý kiến của các trợ lý của Tổng thống đương kim, những người đã dành nhiều thời gian trong năm tìm hiểu về sức khỏe thể chất và tinh thần của ông Biden, trong khi những ngày gần đây coi ông Biden là một người tranh luận có kinh nghiệm. Tổng thống Donald Trump đã khái quát về cách tiếp cận của mình khi đưa ra các cáo buộc không có chứng cứ rằng màn trình diễn các cuộc tranh luận trước đây của ông Biden bị ảnh hưởng bởi thuốc. Trên Twitter, Tổng thống tuyên bố là sẽ yêu cầu ông Biden xét nghiệm có dùng thuốc hay không và cá nhân của ông cũng sẽ tự xét nghiệm. Thông điệp của Tổng thống Donald Trump dường như đó là một nỗ lực khiến cho ông Biden phạm sai lầm và đưa ra lý giải trước đối với những người ủng hộ mình trong trường hợp ông Biden thể hiện tốt trong cuộc tranh luận. Từng là một ngôi sao truyền hình thực tế, Tổng thống Donald Trump hiểu rõ về sức mạnh và mối nguy hiểm của truyền hình trực tiếp. Các trợ lý cho biết Tổng thống Trump hiểu rõ về sức mạnh của những khoảnh khắc để xác định mỗi cuộc tranh luận được cảm nhận ra sao và Tổng thống đương kim dự kiến sẽ tự mình tạo ra điều này. Tin vui bước đầu trong ngày Việt, chúng ta sống ở tại Orange County. Từ nay trở đi, nhà hàng, rạp chiếu phim và cơ sở tôn giáo được phép hoạt động bên trong với 25% sức chứa, nhưng không được quá 100 người. Phòng tập thể dục, phòng tập yoga, viện bảo tàng và những nơi khác đang phải làm việc bên ngoài nên được phép mở lại bên trong. Phòng tập thể dục và phòng tập yoga được 10% sức chứa, còn bảo tàng được 25%. Tiệm sổ khuyên và sau mình thời gian qua phải đóng cửa nên được phép hoạt động bên trong nhưng phải thay đổi vài thứ. Còn chợ và cửa hàng bán lẻ được tăng số lượng khách hàng bên trong từ 1/4 lên 1/2 sức chứa. Tuy nhiên, những nơi khác như là quán rượu, nơi biểu diễn ca nhạc và công viên giải trí vẫn phải tiếp tục đóng cửa. Nhân viên văn phòng không thiết yếu phải tiếp tục làm việc ở nhà. Và trường học từ mẫu giáo đến lớp 12 ở Orange County vẫn tiếp tục trên đường được phép mở lại sau 2 tuần nữa vào ngày 22 tháng 9. Tính đến trước, số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày ở Orange County trên 100.000 dân là 502. Sau khi phải đóng cửa toàn bộ vào tháng 3 trước đó thì nhiều doanh nghiệp như nhà hàng được mở lại bên trong từ tháng 5, nhưng đến ngày 1 tháng 7, thống đốc Gavin Newsom đã ra lệnh đóng cửa lần nữa vì số ca nhiễm tăng vọt lên đến cao nhất giữa tháng 7. Và đây thực sự là bắt đầu lại một cái cuộc mở cửa mới, và đó là niềm hy vọng cho nhiều doanh nghiệp Mỹ Việt chúng ta có cơ hội để làm ăn, giúp cho cuộc sống bớt khó khăn hơn. Theo thông tin từ trang Nikkei cho biết, Trung Quốc đã đẩy mạnh xây dựng dự trữ thực phẩm và nhiều loại hàng hóa chiến lược khác bằng cách là mua gom từ nước ngoài. Trung Quốc đặt mục tiêu duy trì nguồn cung ổn định trong bối cảnh rủi ro trên toàn cầu vẫn tồn tại dai dẳng. Báo Nikkei trích dẫn số liệu từ Refinitiv, những tàu chở dầu của Iran có tên là Trim và Snow mới đây đã cập cảng Huệ Châu thuộc tỉnh Quảng Châu. Ở Trung Quốc, hai tàu này chở dầu từ Iran sang bán cho một công ty năng lượng nhà nước Trung Quốc có tên là Sinopec. Chính phủ Trung Quốc đã xây kho dự trữ tại cảng vào năm 2010. Những tàu chở dầu từ Iran đến Trung Quốc nhiều lần trong tháng 8 và dự kiến sẽ đến Trung Quốc nhiều lần như vậy. Theo các số liệu chính thức được công bố,
Trung Quốc nhập khẩu là 320 triệu tấn dầu thô trong khoảng thời gian từ tháng Giêng cho đến hết tháng 7 2020. Mức nhập khẩu như vậy cao hơn so với cùng kỳ năm 2019. Báo Nikkei phân tích rằng việc Trung Quốc tăng cường nhập khẩu có nguyên nhân từ việc Trung Quốc lo ngại về tác động từ đại dịch coronavirus, thay đổi khí hậu và căng thẳng với Mỹ leo thang có thể khiến cho nguồn hàng hóa mà Trung Quốc phụ thuộc vào bị cắt bỏ. Bắc Kinh đang muốn giữ dự trữ ở mức cao để mà ngăn tình trạng thiếu hụt gây ra bất an toàn trong dân chúng. Bắc Kinh được cho là đang mua gom tài nguyên trên thị trường giao ngay để bổ sung cho nguồn cung từ các hợp đồng dài hạn. Nhiều chuyên gia cũng tin rằng Bắc Kinh tận dụng cơ hội giá dầu giảm trong mùa xuân vừa qua như cơ hội để bổ sung cho nguồn cung của nước này. Chính phủ Trung Quốc từng mua hơn 2.000 tấn coban trong năm 2015 và 2016. Đại dịch coronavirus đang khiến cho nguồn cung coban từ nước Cộng hòa Congo bị chững lại. Congo hiện đang cung cấp phần lớn coban cho thế giới. Nhiều thành viên thị trường dự báo giá coban sẽ tăng mạnh trong nửa sau năm nay khi mà nhu cầu của Trung Quốc bắt đầu phục hồi. Ngoài dầu và kim loại, chính phủ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đang đưa ra nhiều biện pháp tương tự nhằm bảo đảm an ninh lương thực. Theo quy định về dự trữ các cho học chính thức có hiệu lực, chính phủ cũng đã tính đến trợ cấp cho hoạt động dự trữ kali. Việc bảo đảm dự trữ kali có vai trò vô cùng quan trọng để bảo đảm nguồn cung thuốc trừ sâu trong trường hợp bão lụt hoặc thảm họa thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến cho thời tiết ngày một cực đoan hơn. Trung Quốc cũng đồng thời duy trì dự trữ ngũ cốc ở mức cao ngoại trừ đậu tương. Nhìn năm 2019-2020, Trung Quốc có hơn là 150 triệu tấn ngũ cốc, tăng 30% so với 3 năm trước đó. Dự trữ gạo tăng gần 20% trong cùng khoảng thời gian trên, lên là 110 triệu tấn. Theo Bộ Nông nghiệp của Mỹ, dự trữ ngô giảm 20 triệu tấn trong năm 2019-2020. Tuy nhiên, xu thế nhìn chung vẫn là tăng dần dần. Chính phủ Trung Quốc đã phát động chiến dịch chống tiêu dùng lãng phí và lãng phí thức ăn vì hai lý do chính. Chính phủ Trung Quốc lo sợ rằng nếu tình hình canh tác nông nghiệp trên thế giới nhìn chung khó khăn, Trung Quốc sẽ không thể sản xuất đủ nguồn cung lương thực để đáp ứng cho nhu cầu nội địa. Trung Quốc mua gần 90 triệu tấn đậu tương trong năm ngoái, lượng tương đương 60% tổng mức nhập khẩu trên toàn cầu. Nhu cầu dự kiến sẽ tăng lên khi mà thói quen ăn uống của người tiêu dùng thay đổi. Đại diện cho một số tổ chức đầu tư tại Nhật khẳng định rằng Trung Quốc sẽ không giảm mua trong ngắn và trung hạn. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc cũng đang cân đối đến nhiều rủi ro liên quan đến quan hệ quốc tế. Theo những thông tin được cập nhật trong tháng, Trung Quốc đã xây dựng dự trữ đậu tương, ngô và dầu ăn. Khi mà tình trạng lũ lụt trên sông Dương Tử vẫn tiếp tục căng thẳng và đại dịch coronavirus không có nhiều dấu hiệu sẽ suy giảm mạnh, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ vẫn tiếp tục trữ nhiều hàng hóa, cùng lúc đó sử dụng việc mua đậu tương và nhiều loại ngũ cốc khác như là con bài trong mặc cả với Mỹ. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.